Hôm nay thứ sáu, ngày 24 tháng 6 năm 2016, lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, lễ trọng. Trích sách tiên tri Isaiah: Hỡi các đảo, hãy nghe tôi đây; hỡi các dân tộc miền xa xăm, hãy chú ý. Chúa đã kêu gọi tôi từ khi tôi còn trong lòng mẹ, đã nhớ đến tôi khi tôi còn ở trong bụng mẹ. Người đã làm cho miệng tôi nên như lưỡi gươm sắc bén, đã bảo vệ tôi dưới cánh tay người, đã làm cho tôi nên như lưỡi mũi tên nhọn, và đã ấn dấu tôi trong ống đựng tên. Và người đã phán cùng tôi: Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ ta, vì ta sẽ được vinh hiển nơi ngươi. Và tôi thưa: Tôi đã vất vả mất công vô cớ, tôi đã phí sức vô ích, nhưng công lý của tôi ở nơi Chúa, và phần thưởng của tôi ở nơi Thiên Chúa. Và bây giờ Chúa là đấng đã tác tạo tôi thành tôi tớ người khi tôi còn trong lòng mẹ, để đem Gia-cốp về cho người và quy tụ Israel chung quanh người. Tôi được vinh hiển trước mặt Chúa là và Thiên Chúa là sức mạnh tôi. Người đã phán: Con là tôi tớ ta, để tái lập các chi họ Gia-cốp, để dẫn đưa các người Israel sống sót trở về. Này đây, ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc, để con trở thành ơn cứu độ ta đã ban cho đến tận bờ cõi trái đất. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng. Lạy Chúa, Chúa đã thử con và đã nhận biết con. Chúa nhận biết con khi con ngồi và khi con trỗi dậy. Từ lâu, Chúa đã hiểu biết các tư tưởng của con. Chúa thấu suốt đường lối của con rồi. Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng. Tâm can con thuộc quyền sở hữu của Chúa. Chúa đã nhận lành con từ khi con còn trong lòng mẹ. Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng. Các việc Chúa làm thật là kỳ diệu. Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng. Chúa đã ám tưởng linh hồn con, các xương con không giấu kín trước mặt Chúa. Lúc con được tạo thành cách âm thầm, khi con được về trong lòng đơ. Con ca ngợi Chúa vì con được tạo thành cách lạ lùng. Trích sách Tông đồ Công vụ. Trong những ngày ấy, Phao-lô nói: Chúa đã đặt David lên làm vua dân người. Để chứng nhận điều đó, chính người đã phán: Ta đã gặp được David, con của Giê-xê. Người vừa ý ta, người sẽ thi hành mọi ý muốn của ta. Bởi dòng dõi David, theo lời hứa, Thiên Chúa ban cho Israel Đức Giê-xu làm đấng cứu độ, đấng mà Gioan đã báo trước, khi người đến rao giảng phép rửa thống hối cho toàn dân Israel. Khi Gioan hoàn tất hành trình, Ngài tuyên bố: Tôi không phải là người mà anh em lầm tưởng, nhưng đây, người sẽ đến sau tôi mà tôi không đáng cởi dây dài dưới chân người. Đó là lời Chúa. Ta ơn Chúa. Alleluia, Alleluia. Hỡi con trẻ, con sẽ được gọi là tiên tri của đấng tối cao. Con sẽ đi trước mặt Chúa để dọn đường cho người. Alleluia. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi đến ngày sinh, bà Elizabeth sinh hạ một con trai. Láng giềng bà con nghe biết Chúa đã tỏ lòng nhân hậu lớn lao đối với bà, liền đến chúc mừng bà. Ngày thứ tám, người ta đến làm phép cắt bì cho con trẻ, và họ lấy tên Zacharia của cha nó mà đặt cho nó. Nhưng bà mẹ đáp lại rằng: Không được, nó sẽ gọi là tên là Gioan. Họ bảo bà rằng:
Không ai trong họ hàng bà có tên đó, và họ làm hiệu hỏi cho con trẻ muốn gọi tên gì. Ông xin một tấm bảng và viết tên nó là Gioan, và mọi người đều bỡ ngỡ. Bỗng chốc lưỡi ông mở ra và ông liền chúc tụng Chúa. Mọi người lân cận đều kinh hãi, và trên khắp miền núi xứ Judea người ta loan truyền mọi việc đó. Hết thảy những ai nghe biết đều để bụng nghĩ rằng con trẻ này rồi sẽ nên thế nào, vì quả thực bàn tay Chúa đã ở với nó. Con trẻ lớn lên mạnh mẽ trong lòng, nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Suy niệm lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Bài của Linh Mục Anthony Trung Thành. Thánh Gioan Tẩy Giả còn gọi là Thánh Gioan Tiền Hô. Tẩy giả vì Ngài được khỏi tội tổ tông truyền ngay khi còn trong lòng mẹ. Tiền hô vì Ngài có sứ mạng đi trước để dọn đường cho đấng cứu thế. Cha mẹ Ngài là ông Zacharia và bà Elizabeth, sống ở miền núi xứ Judea. Ông Zacharia là tư tế thuộc phiên bang Abia. Bà Elizabeth thuộc dòng dõi Aharon. Hai ông bà đã già rồi mà không có con, vì Elizabeth song sẻ. Đây là một nỗi tủi nhục cho ông bà, đặc biệt ở Do Thái vào thời bấy giờ. Mặc dù vậy, ông bà vẫn không phàn nàn kêu trách Chúa. Trái lại, ông bà có một đời sống đạo rất mẫu mực. Thánh Luca cho biết, cả hai là người công chính trước mặt Thiên Chúa, ăn ở theo mọi giới răn và lệ luật của Chúa, không ai trách được điều gì. Luca chương 1 câu 6. Nhưng ước muốn có con vẫn nung nấu nơi đôi vợ chồng son sẻ này. Họ ngày đêm cầu nguyện, cậy trông vào Thiên Chúa. Thế rồi một hôm theo phiên thứ của mình, ông Zacharia bắt thăm và trống việc vào cung thánh Chúa để dâng hương. Thiên thần hiện ra và cho ông biết bà Elizabeth sẽ mang thai và sinh con. Vì sự việc sẽ đến quá đột ngột nên ông Zacharia nghi ngờ lời thiên thần báo tin. Vì vậy, ông đã bị câm. Sau thời gian đó, bà Elizabeth có thai như lời thiên thần báo tin. Bài tin mừng hôm nay kể lại việc bà Elizabeth sinh hạ Gioan Tẩy Giả. Đồng thời, hai ông bà làm lễ đặt tên cho con. Việc đặt tên cũng là một việc hết sức lạ lùng. Từ trước tới nay, người ta thường lấy tên cha đặt cho con. Vì thế, hôm nay họ hàng hai bên cũng không đi ra ngoài thông lệ đó. Họ đã lấy tên cha là Zacharia mà đặt tên cho con trẻ. Nhưng cả hai ông bà không chấp nhận và muốn đặt tên con trẻ là Gioan, tên mà thiên thần đã cho biết trước. Khi ông Zacharia viết tên con trẻ là Gioan lên một tấm bảng thì lập tức ông nói được. Sau sự kiện đó, Phúc Âm không nói gì về cuộc đời của ông Zacharia và bà Elizabeth nữa. Nhưng chắc chắn hai ông bà tiếp tục sống công chính trước mặt Chúa và mọi người. Đặc biệt, hai ông bà chu toàn bổn phận làm cha, làm mẹ đối với Gioan Tẩy Giả. Thánh Gioan Tẩy Giả sinh ra trước Chúa Giêsu 6 tháng. Trước khi bước vào cuộc sống công khai, Ngài đã có một thời gian sống khắc khổ trong sa mạc. Mình mặc một chiếc áo khoác bằng lông lạc đà, lưng thắt dây da, thức ăn hàng ngày của Ngài là châu chấu và mật ong rừng. Sứ mạng của Ngài đã được thiên thần nói một cách chi tiết với ông Zacharia, vì trẻ này sẽ nên cao trọng trước mặt Chúa, sẽ không uống rượu và thức có men, đã được tràn đầy thánh thần ngay từ trong lòng mẹ, sẽ đem nhiều con cái Israel trở về cùng Chúa là Thiên Chúa. Trẻ này sẽ đi trước người trong thần trí và quyền lực của Elia để đổi lòng dạ cha ông về với con cháu, kẻ ngỗ nghịch về lại với lương tri của những người công chính, dọn cho Chúa một đoàn dân chuẩn bị sẵn sàng. Luca chương 1 câu 15 đến câu 17. Sứ mạng đó được cụ thể hóa nơi những lời chính thánh Gioan Tẩy Giả rao giảng. Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để người đi.
mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uống cho ngay, đường lồi lõm phải sang cho phẳng. Rồi hết mọi người phàm sẽ thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Luca chương 3, câu 4, câu 6. Ngài kêu gọi mọi người lãnh nhận phép rửa sám hối, cầu ơn tha tội. Anh em hãy sám hối vì nước trời đã đến gần. Matthew chương 3, câu 2. Phép rửa của Gioan là một nghi thức thống hối kèm theo việc xưng thú tội lỗi. Matthew chương 3, câu 6. Khi nghe lời rao giảng của Ngài, hết mọi thành phần trong xã hội thời đó đều đến với Ngài và hỏi: chúng tôi phải làm gì? Đối với dân chúng, Ngài nói: ai có hai áo thì chia cho người không có, ai có gì ăn thì cũng làm như vậy. Đối với những người thu thế, Ngài nói: đừng đòi hỏi gì quá mức đã ấn định cho các anh. Đối với binh lính, Ngài nói: chớ hà ép ai, đừng tống tiền người ta, hãy ăn phận với số lương của mình. Kể cả nhóm lục sĩ và biệt phái là thành phần lãnh đạo tôn giáo thời đó cũng đến nghe Ngài giảng. Ngài không ngần ngại nói thẳng với họ rằng: nòi rắn độc kia, ai đã chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Rồi Ngài thêm: đừng tưởng có thể bảo mình rằng chúng ta có tổ phụ Abraham, vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu ông Abraham. Ngài cũng mời gọi họ: hãy sinh hoa trái để chứng tỏ lòng sám hối. Những ai không sinh hoa trái thì hình phạt nghiêm khắc sẽ dành cho họ. Cái rìu đã đặt gần gốc cây, bất cứ cây nào không sinh quả tốt đều bị chặt đi và quăng vào lửa. Ngài nói thêm: tay người cầm nia, người sẽ rê sạch lúa trong sân. Thóc mẩy thì thu vào kho lẫm, còn thóc lép thì bỏ vào lửa không hề tắt mà đốt đi. Khi biết vua Herode cướp vợ của anh mình đồng nghĩa với phạm tội loạn luân, Ngài đã thẳng thắn can ngăn. Chính vì hành động can đảm này, Ngài bị nhà vua bỏ tù. Tin mừng Thánh Matthew kể lại: nhân ngày sinh nhật của vua Herode, con gái bà Herodia đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. Bởi đó vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: xin Ngài ban cho con, ngay tại chỗ cái đầu ông Gioan Tẩy Giả đặt trên mâm. Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, đã thề trước mặt khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gioan. Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và ông ta đem đến cho mẹ. Như vậy, Thánh Gioan Tẩy Giả đã chết vì chân lý. Ngài chết vì dám binh vực cho sự thật. Đó là gương mẫu cho mọi người chúng ta hôm nay. Sống giữa một xã hội gian dối, bất công lan tràn, dù bị thiệt thòi và có thể phải chết khi binh vực cho sự thật, khi đứng về phía chân lý, nhưng chúng ta phải chu toàn bổn phận ngôn sứ của mình, như Thánh Gioan ngày xưa. Mặc dù Ngài mạnh mẽ can đảm lên án kẻ quyền thế sống vô luân, nhưng Ngài luôn sống khiêm nhường trước mặt Chúa. Ngài xác nhận Ngài chỉ là tiếng kêu trong sa mạc, là người dọn đường cho đấng cứu thế. Ngài nói: có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi không đáng cúi xuống cởi quai dép cho người. Người cần phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi. Sự khiêm nhường của Ngài còn được thể hiện qua việc Ngài giới thiệu Chúa Giêsu cho các môn đệ của mình: đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Nhờ đó, một số môn đệ của Ngài đã theo Chúa Giêsu. Mừng ngày sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả hôm nay, xin Ngài bầu cử để mọi người chúng ta biết học theo các nhân đức của Ngài, nhất là nhân đức khiêm nhường và can đảm, luôn biết bênh vực cho công lý và sự thật. Đồng thời, mỗi người hãy quyết tâm thực hành những lời Ngài giảng dạy, để trở thành những Gioan Tẩy Giả của thời đại hôm nay. Bài của Linh Mục Anthony Trung Thành.